Vườn sen đá của nông trại Chí My. Hôm nay thì mình đang tưới nước cho sen. Nhu cầu nước của sen thì cũng không nhiều đâu, nhưng hôm nay là một ngày khá là oi, nhất là trong cái nhà màng này. Ôi chết 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 chết, tí đây đồ. Nặng quá, cây nặng quá. Sorry. Ở nông trại Chí My thì có đến cả 100 chủng loại sen rồng, sen đá mình được ươm. Vườn mình là một trong những vườn đầu tiên đấy, chắc chắn là một trong những vườn sen rồng sen đá đầu tiên ở Mộc Châu. Trong cái thời gian dịch bệnh này thì mình thấy rằng là cái phong trào sen rồng sen đá ở Mộc Châu đang đi lên, đang có nhiều người yêu thích cái loại cây này. Đây là một thú vui đấy, trồng sen rồng sen đá là một thú vui. View toàn cảnh nhá. Cóc cưỡi một chùm lưỡi hổ. Mấy cây đây nhá. Thỉnh thoảng mình cũng bị lười đấy, rồi quên. Đôi khi có những công việc phát sinh mà bị quên luôn. Sen mình trồng trên cái pallet gỗ. Có rất nhiều cách trồng, nhiều cách. Mỗi vườn có một cái cách trồng, rồi có người có một cái sở thích trồng sen rồng sen đá mỗi nơi khác nhau. Mình treo ở đây này, nhưng cây treo này rất là khổ, lâu nó ở trên cao quá nên là nó cũng bị kém, cây nó kém. Ôi dồi. Có cây đã. Đấy. Tắm mát. Chật trội quá, nhiều cây, hơi chật trội một tí. Rồi, mình trồng cả bức chanh nhá. Bức chanh. Là một bức chanh. Nếu mà các bạn thích thì lên Pinterest
rất nhiều bức tranh về xương rồng xem đá, cực đẹp luôn, cực mê. Bảo sao Tây, và thắc mắc một điều, sao Tây cái gì làm nó cũng đẹp vậy? Nhưng mà khi mình làm rồi thì thấy nó cũng bình thường, mình tự làm được. Chúng ta cũng có thể làm được, người Việt Nam chúng ta cũng có thể làm được một cách bình thường. Vâng, cho tưới lâu rồi không... Lâu ngày ông tưới cho nó héo rồi. À, nó đi học rồi. À. Nó nghỉ lâu chưa chú? À, thế cả ngày hôm nay nó là 6 à? À, cả ngày nay nó là 5 hay 6? Hay 5 rưỡi? Là đủ 5 ngày luôn. À, rồi. Thế chào cháu một tí. Ok, mình lần lượt sẽ giới thiệu tất cả các loại xe là vườn mình cho các bạn. Một khu vườn tươi mát. Ôi, được rồi, đủ rồi, nhiều quá rồi. Mải quay video ấy. Ok, chào các bạn nhé.